số tiền sao Trung Quốc nhận được khi thắng giải diễn xuất. Ngoài việc nâng cao danh tiếng, nghệ sĩ thắng cuộc ở các giải thưởng phim ảnh lớn của Trung Quốc còn nhận được một khoản tiền thưởng. Ngày 25 tháng 5, QQ có bài viết tiết lộ về số tiền thưởng mà người chiến thắng tại các giải thưởng phim ảnh lớn của Trung Quốc nhận được. Việc khen thưởng bằng vật chất này nằm trong quy định của cơ quan quản lý văn hóa do địa phương thuộc quê nhà của người nổi tiếng giải ngân. Trong danh sách khen thưởng cá nhân có thành tích nổi bật của tỉnh Tứ Xuyên năm 2021 được tiết lộ mới đây ở mảng điện ảnh, người đoạt giải thưởng của Ban Tuyên truyền Trung ương sẽ nhận được 6 triệu nhân dân tệ, 849.000 USD. Nghệ sĩ, đạo diễn được vinh danh ở một trong ba giải thưởng điện ảnh uy tín hàng đầu Trung Quốc là Hoa Biểu, Bách Hoa, Kim Kê sẽ lần lượt nhận được 5 triệu nhân dân tệ, 707.000 USD, 4,5 triệu nhân dân tệ, 636.000 USD và 3,5 triệu nhân dân tệ, 495.000 USD. Riêng giải Golden Panda của tỉnh Tứ Xuyên, người thắng sẽ nhận thưởng 353.000 USD. Đối với cá nhân, tác phẩm giành giải ở liên hoan phim tầm cỡ quốc tế mức thưởng sẽ là 2 triệu nhân dân tệ, 283.000 USD, trong nước là 70.000 USD. Với mảng truyền hình, người giành cúp Kim Ưng nhận 849.000 USD tiền thưởng, Phi Thiên là 636.000 USD. Cá nhân hay tập thể được vinh danh ở Bạch Ngọc Lan, Golden Panda đều nhận mức thưởng 353.000 USD. Ngoài ra, các bộ phim lần đầu phát hành nếu có tổng doanh thu phòng vé từ 70 triệu USD trở lên, được thưởng 4 triệu nhân dân tệ, 566.000 USD. Với tác phẩm doanh thu trên 1 tỷ nhân dân tệ, 141 triệu USD, tiền thưởng là 850.000 USD.